Chào bạn, do tôi để ở trên trang ngọc phong thủy.vn là về thần bản mệnh là có khả năng giúp kết nối những linh phù khác, có nghĩa là bạn có 5-10 cái linh phù chẳng hạn mà mang theo người nó hơi vướng, thì bây giờ khi có thần linh phù thần bản mệnh đeo cổ, có thể các bạn không đeo cổ hoặc các bạn để mang theo người thôi, thì nó sẽ giúp kết nối. Nếu các bạn đã khai quang riêng thì có bạn hỏi là như thế nào, nên là tôi phải làm clip giải thích để các bạn hiểu thêm về linh phù thần bản mệnh. Bình thường thì như tôi có viết ở trên trang ngọc phong thủy để các bạn hiểu thêm là mỗi vị thần bản mệnh chẳng hạn là với tuổi Tý thì có Trấn Vũ Đại Đế chẳng hạn, thì năng lượng bình thường của các vị thần bản mệnh là giúp các bạn bình an là một này, trừ tà khí là hai này, tránh tai ương, tránh tai bay vạ gió và tránh tổn hại này, bảo vệ từ khi mới sinh để thoát khỏi các rắc rối này, thúc đẩy làm điều tốt đẹp này, hỗ trợ kết nối linh phù khác, nên là khi có nhiều có thể cất ở nhà mang theo một cái này là đủ. Sau khi khai quang riêng, hỗ trợ kết nối sinh cơ cải vận, có nghĩa là bình thường nếu các bạn làm sinh cơ rồi thì thỉnh thoảng các bạn nên nghĩ đến cái tháp sinh cơ đấy, nó truyền năng lượng cho mình thì để nó kết nối tốt hơn. Còn khi các bạn đã dùng cái này khai quang riêng rồi thì bạn không cần phải nghĩ nữa, thì những linh phù đấy, những cái sinh cơ đấy nó kết nối vào cái thần bản mệnh này và nó phát cho bạn. Thì nếu giả sử ví dụ bạn muốn làm cái test thực nghiệm ấy, thực ra nó hơi khó hơn một chút, vì nếu bình thường cái này chưa kết nối với linh phù khác, mà đặt ví dụ bình thường tôi hay làm cho bạn là đặt cạnh chai nước, thì cái này đặt cạnh chai nước nó vẫn có thể tăng năng lượng rồi, đúng không? Và sau khi kết nối thì chắc chắn nó sẽ mạnh hơn, thì có lẽ là sẽ là một clip. Mà có lẽ là vẫn phải thực nghiệm. Thì tôi sẽ chờ mấy hôm nữa, tại vì là tôi cũng đang bố trí lại cái bàn thờ. Bình thường cái bàn thờ ở trên của tôi có ba vị, thì bây giờ tôi muốn đặt cho 4 vị, tại vì là mọi lần là cái ngài Vương Linh Quan là cái thần hộ mệnh, gọi là trấn giữ cửa ở bên dưới cõi tâm linh chẳng hạn, thì vì không có chỗ tôi phải để xuống dưới thấp, thì mình cứ ai nấy mãi, thì tại vì bàn thờ nó bé mà không đủ chỗ, thì sau cùng tôi mình nghĩ là tôi đặt cái miếng gỗ lên, nối lên trên bàn thờ thì đặt được thêm, thì chắc phải một vài ngày nữa tôi sẽ làm clip cho các bạn hiểu rõ hơn về linh phù của kết nối của thần bản mệnh này. Còn nói tóm lại là khi các bạn khai quang riêng thì một là tôi khai quang hộ, hai là các bạn tự khai quang, thì trong cuốn văn khấn cũng có rồi các bạn ấy. Các bạn có thể tự mua về, tôi mới khai quang chung, các bạn mua về nếu có tầm lòng các bạn nên trải nghiệm. Với những ai thích trải nghiệm thì các bạn mua về các bạn khấn khai quang, đúng không? Thì để xem là sau khi các bạn khấn khai quang nó có mạnh lên hay không, có linh ứng hay không. Thì tôi vẫn khuyên những ai muốn tìm hiểu về tâm linh thì nên như vậy. Thậm chí là muốn so sánh thì ví dụ là tôi khai quang xong bạn lại mua một cái riêng, bạn khai quang riêng, bạn thử so sánh giữa hai cái, đúng không? Mình có nhiều cái thì mình thực nghiệm, mình muốn giỏi thì mình phải chịu khó thực nghiệm như vậy. Bây giờ là các bạn còn dễ là có tôi hướng dẫn, chứ ngày xưa một mình tôi cứ lọ mọ rồi tìm phương án nó rất mất công mất sức, thậm chí là đến mức còn phải đi xin cả xương người mất để đo. Còn bây giờ các bạn này dễ hơn, đúng không? Bây giờ các bạn tập là tôi hướng dẫn là các bạn chỉ việc úp cái cốc sừng trâu nó thành âm cái là các bạn đo được, còn bình thường là có ai dạy thế đâu, đúng không? Thì thần bản mệnh này, thì
khi các bạn đeo thì thực ra là tôi đeo này rồi nên là cái này thật bản mệnh này tôi chỉ để vào túi, để vào ví. Có lẽ là tôi sẽ khâu vào cái túi tôi hay đi làm hồng thủy. Thì ví dụ như thế các bạn có thể, có bạn hỏi là có để vào ốp điện thoại không, thì cái này nó dày khoảng, tôi cũng chả đo, nhưng mà nó khoảng 0,2 đến 0,3 cm, tức là 2 đến 3 mm. Đấy, mình thì không giỏi về toán, tôi cố tình rốt toán để đẩy mạnh cái văn của mình lên, nên là tôi không để ý đến số liệu đâu. Thì nếu mà để vào điện thoại có thể nó hơi dày, con trai thì hơi khó hơn, chị em phụ nữ thì thường có cái ví mọi người dễ để, đúng không? Còn thực ra các bạn đeo cái này tôi nghĩ là các bạn đeo vào cổ, còn không thì các bạn sắm một cái túi giống như tôi sắm cái túi để đi đâu, cứ ra khỏi cửa là tôi đeo. Thì cái túi tôi may riêng để đi đâu tôi cũng đeo theo, thì đó cũng là một cách để mình đi ra ngoài, đúng không? Mình đi ra ngoài thì nó an toàn hơn, hỗ trợ nhiều thứ hơn, chẳng hạn các cái linh phù khác kết nối với mình thì tất nhiên là nhiều linh phù kết nối sẽ tốt hơn một. Đấy, hoặc là ai muốn ăn chắc nữa thì lấy cái này với tất cả những linh phù con cho một cái khuôn, đúng không? Xong làm thành một cái đeo cổ combo mạnh, năng lượng nó mạnh thì cũng là rất là ok. Tôi chia sẻ thêm một chút về thần bản mệnh thì các bạn biết thêm.